Trước diễn biến nhanh và phức tạp của bão số 1, sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ban ngành và trực tuyến với các địa phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 1. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu cần ưu tiên tập trung chính cho công tác di dời người dân ở vùng nguy hiểm và đảm bảo an toàn cho người dân, du khách trên các đảo. Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, hiện không còn tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, các địa phương cần quan tâm đến các tàu nhỏ, tàu du lịch đi về trong ngày. Các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định cấm biển từ 12 giờ hôm nay. Hải Phòng dự kiến từ 21 giờ hôm nay. Các địa phương cũng đã rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm và trên các lồng bè chờ canh nuôi trồng thủy sản. Trong đó, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình dự kiến sơ tán khoảng 29.887 người. Các địa phương phía Bắc cần đặc biệt quan tâm tới 487 hồ chứa xung yếu, 20 hồ đang thi công, các vị trí đê điều trọng điểm và những nơi đang xảy ra sự cố cần có phương án bảo vệ, xử lý, đảm bảo an toàn. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, bão số 1 là cơn bão khởi đầu cho mùa mưa bão năm nay. Diễn biến bão được nhận định còn rất phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất của người dân. Thứ nhất là không chủ quan lơ là, cái thứ hai là phải chủ động linh hoạt, cái thứ ba là phối hợp tốt trong cung cấp thông tin và trong ứng xử với từng việc cụ thể, và cái cuối cùng là chuẩn bị chu đáo nhất có thể. Cơ bản thì mục tiêu của chúng ta là không để có thiệt hại về người và giảm thiểu đến mức tối đa thiệt hại về tài sản. Mưa lớn từ hoàn lưu cơn bão cũng gây nguy cơ sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc, như các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Thiệt hại về người rất hay xảy ra sau bão do người dân chủ quan, nên các địa phương cần kiểm tra, rà soát, chủ động di dời sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở đất. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra lũ quét sạt lở chia cắt. Triển khai phương án đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản, không để xảy ra sự cố gây thiệt hại về người khi có mưa lớn, nhất là tại tỉnh Quảng Ninh.